Một người phụ nữ đã tử vong sau vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2017. Theo thông tin ban đầu, xe máy mang biển số 37D1-51940 do người phụ nữ điều khiển lưu thông lúc trời mưa trên quốc lộ 1A theo hướng từ ngã tư Ga đi khu du lịch Suối Tiên. Khi đến đoạn gần ngã tư Chùa Khánh An thuộc phường An Phú Đông, quận 12, xe máy va chạm với xe tải mang biển số 51C-45298 đang lưu thông trên làn xe máy. Hậu quả, nạn nhân bị cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 đã có mặt xử lý hiện trường. Do trời mưa lớn, công tác điều tra hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Kiểm tra ba lô nạn nhân, công an thu giữ một số giấy tờ mang tên Hoàng Thị Vân Anh, 32 tuổi, quê từ tỉnh Nghệ An.